Ở một tương lai xa xôi, con người và fan MU hay là Chelsea giờ cùng sống dưới lòng đất trong những công trình khổng lồ gọi là silo, tháp giống. Ở đây có đủ mọi điều kiện để người ta sống sót bình thường. Có điện, có nước, thậm chí là có cả vườn cây để tự cung tự cấp. Ai cũng có việc làm giữ cho tháp giống vận hành trơn tru. Không biết là ai đã xây dựng tháp giống hay là thế giới ngoài kia bị ai tàn phá. Chỉ biết là ai đòi ra ngoài thì người ta cho đi luôn. Mà muốn vào thì phải xin lại, cơ mà là xin vĩnh biệt cụ. Thông tin cơ bản là như thế. Giờ thì chúng ta trở lại cốt truyện chính của phim. Đây là Houston Baker. Và đúng chỉ là có tận thế thì một ông da đen mới làm cảnh sát trưởng, còn ông da trắng thì làm cảnh sát phó. Hôm nay thì ông da đen buồn lắm, lặng lẽ viết vài dòng vào giấy nhớ rồi đi đến đồn cảnh sát, tự khóa mình trong phòng giam số 3 để chờ đợi một điều kỳ diệu. Cảnh sát phó và cũng là người bạn thân nhất của ông cảnh trưởng vô cùng thắc mắc về hành động của bạn mình. Cơ mà khi thấy ông bạn lấy tay dạo đầu cho cái màn hình chiếu cảnh thế giới bên ngoài thì Sam hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cảnh sát trưởng Houston là một người đàn ông vui vẻ, và vì là cảnh sát trưởng của cả cái tháp giống nên anh và vợ Allison được ưu tiên ở trong một căn hộ sang xịn mịn trên tầng cao, chưa kể là còn được ưu tiên cấp phép sinh con. Ở đây thì không phải ai cũng được đẻ, tại vì tài nguyên có hạn, mà đẻ đái lung tung thì chỉ có đi sớm. Chưa kịp vui vì cái tin này thì ngay hôm đó, khi mà Allison đến cục IT của tháp giống để làm việc thì bị trưởng khu vực IT cảnh cáo vì dám đăng bài liên quan đến máy tính mà chưa được cho phép, nhất là lĩnh vực nhạy cảm như là khôi phục lại dữ liệu ổ cứng. Houston đưa vợ đi đến chỗ bác sĩ làm tiểu phẫu, gỡ thiết bị tránh thai kế trong người ra. Cơ mà khổ cái là đều đặn mỗi ngày một cữ suốt cả năm, thế mà mãi chả thấy con cái gì. Houston buồn lắm. Cơ mà anh nghĩ là không có con thì vẫn còn có nhau, nhưng mà Allison thì như người mất hồn. Đây đã là lần thứ 3 vợ chồng cô xin có con, lần này mà vẫn tịt thì người ta cho tịt luôn, không có con cái gì nữa. Có bệnh thì vái tứ phương. Allison bèn đi đến một chỗ có phép màu, nó có tên là shop trùng cuối, shop bán áo chính thức của The Reviewer với đầy đủ mẫu áo, lúc nào cũng có khuyến mại. Hè rồi, anh em mua áo mặc ngay đi. Link mua hàng trong phần mô tả và bình luận. Thực ra là Allison đến gặp Gloria, người phụ nữ già úp mở về việc cho vợ chồng cô lời khuyên. Cơ mà trước khi vào câu chuyện thì Gloria phải mở cái vòi nước, một việc làm vô cùng khó hiểu khi mà ai cũng phải tiết kiệm từng chút tài nguyên. Gloria giải thích rằng bà không muốn có người nghe trộm, tại vì tai vách mạch rừng, sở tư pháp có thể nghe ngóng từ bất cứ đâu. Bà bắt đầu giải thích về việc Allison là một người tò mò cũng như khó bảo, không nghe lời, và những kẻ thực sự cầm đầu tháp giống thì không hề muốn Allison có con. Cô đem tất cả về kể với chồng, và tất nhiên là anh cảnh sát trưởng không tin mà đòi bắt bà già đi khám. May bị vợ gàn ấy. Tầm này thì là ngày tự do sắp tới, đây là ngày kỷ niệm 140 năm dẹp được bọn phiến loạn đòi mở cửa silo, kiểu quốc khánh ngồi chỗ này ấy. Và lễ lạt thì kiểu gì cũng có người về phép, có người không. Allison được giao nhiệm vụ trực tổng đài, và trùng hợp thế nào ở khu vực của tháp giống thì có thằng cha nào đấy tên là York vừa gửi thư nhờ hỗ trợ kỹ thuật lên, còn đòi là phải đến ngay lúc sáng sớm, khiến Allison phải quốc bộ xuống mấy trăm tầng cầu thang trong ngày tự do để đến gặp York, người có một cửa hàng sửa chữa máy tính ở dưới này. Anh ta nói là mình hết sức hâm mộ bài viết về khôi phục dữ liệu của Allison, nhưng mà tất nhiên là ông IT trưởng bắt xóa đi rồi. Cơ mà trước khi xóa thì York đã kịp in ra một bản. Trở lại với vấn đề chính thì York cần phải gặp Allison tận mặt, và hôm nay thì chồng cô vẫn đi làm. York biết điều đấy, Allison thì cũng không xin phép nghỉ, nên là gọi hỗ trợ kỹ thuật thì kiểu gì Allison cũng đến. Hai người khám phá một ổ cứng cũ mà anh tìm được. Trong lúc bà thị trưởng đang phát biểu về việc tháp giống đã sống sót thế nào sau cuộc bạo loạn 140 năm trước, khi mà phiến quân xóa hết dữ liệu ổ cứng, đốt hết sách của người dân, rồi suýt nữa mở cửa tháp giống giết chết cả bọn. Allison và York đã phục hồi được ổ cứng, bên trong thì chứa đầy dữ liệu vô cùng nguy hiểm, nhất là một bản thiết kế toàn bộ tháp giống. Không cần tra cứu cũng biết ai có trong tay thứ thông tin này thì sẽ là kẻ bị toàn bộ tháp giống săn đuổi. Allison rời đi, hòa vào đám đông ngày tự do, còn York thì vẫn tiếp tục nghiên cứu file thiết kế. Mấy ngày sau thì ngày nào cũng thế, cứ đến sở là Allison bồn chồn. Một ngày nọ, cô quay lại gặp Gloria, bắt bà giải thích. Không biết là bà già nói gì, nhưng mấy hôm sau, Allison đến gặp York đòi xem hết mọi thứ có trong ổ cứng. Họ mở một file ra xem thử, thì ngay khi vừa mở file ra, Allison đã có biểu hiện rất lạ. Cô về nhà như người mất hồn, nằm cạnh chồng chẳng nói chẳng rằng lăn ra ngủ. Thời hạn để hai người có con chỉ còn 7 tiếng, nhưng mà có vẻ là Allison không muốn thử nốt nháy cuối tí nào cả. Hôm sau thì Houston đến cục IT đưa vợ đi khám, thì thấy cô không đi làm. Anh tất tả chạy về nhà, thấy vợ đang ngồi trên ghế chờ anh về. Cô bắt đầu câu chuyện bằng việc bảo Houston rằng Allison không phải là kiểu người mà tháp giống muốn sinh con. Bằng chứng là cô vừa tự rạch bụng ra xem thì thiết bị ngừa thai vẫn còn ở đấy. Houston chạy ngay đi tìm bác sĩ thì vợ anh đã mò ra tận căng tin khu thượng, thao thao bất tuyệt về việc tất cả những gì người ta thấy trên màn hình đều là dối trá, rằng thế giới ngoài kia trông rất khác. Houston mang bác sĩ đến, nhưng mà đến cả anh cũng không thể khiến vợ bình tĩnh lại. Giọt nước tràn ly, vợ anh bảo muốn ra ngoài trước thanh thiên bạch nhật, bản dân thiên hạ. Theo điều luật của tháp
giống thì ai đó đi ra ngoài sẽ được ra ngoài theo ý muốn, mỗi tội là một đi không trở lại. Houston và Sam đã đi điều tra cả Gloria lẫn George, nhưng không biết tại sao vợ anh lại điên cuồng đến như thế. Anh đến gặp vợ thì được cô rủ rỉ về thuyết âm mưu rằng bên ngoài không chết chóc như màn hình bảo, mà những kẻ thực sự cầm đầu tháp giống đang cố lừa dối mọi người, thi thoảng thì làm phát giết gà dọa khỉ như này. Cô muốn biết thế giới bên ngoài thực sự trông như nào, và nếu như thế giới bên ngoài tươi đẹp thì cô sẽ lau lại ống kính camera cho tất cả mọi người nhìn thấy. Rồi giờ đã điểm, Houston đọc lời tuyên thệ cho Allison trong nước mắt, rồi nhìn vợ đi ra khỏi phòng cách ly ra ngoài thế giới. Allison bước ra một đoạn, lấy mảnh len lau chùi ống kính, cơ mà ngay khi vừa lau sạch ống kính xong thì cô quay người trở đi, đi được vài bước thì gục xuống chết. Houston sống cảnh quá vợ đau đớn suốt 2 năm sau đó, cho đến một ngày anh nhận được tin báo người mà anh nghĩ liên quan đến cái chết của vợ giờ cũng lăn ra chết. Nhưng cái điều kỳ lạ là có một người tên là Juliet quả quyết rằng George đã bị giết hại. Trở lại với hiện tại thì Houston được toại nguyện lên đường đi theo vợ. Trái với khung cảnh tan hoang từ trong silo nhìn ra, trước mắt Houston là một thế giới xanh tươi thái bình, và cũng y chang như Allison, anh chạy ra một đoạn quay lại lau ống kính của camera. Lau sạch rồi thì Houston đến bên xác vợ, xong rồi cũng tạm biệt chim én thế giới luôn. Cả làng thấy chả có gì lạ cả, ai ra thì chả như này. Chỉ có Juliet là vô cùng bực tức, vừa chửi rủa vừa quay đi, chửi Houston là thằng lừa. Để biết được tại sao Juliet lại cáu thế thì chúng ta quay trở lại cái ngày mà Juliet gặp Houston. Khi mà hai cảnh trưởng và cảnh phó nhận được tin báo về việc George Wilkins chết, vừa hỏi được dăm câu thì Houston đã biết Juliet không có ở đấy khi George chết, nên lời khai cũng như ý tưởng của cô gần như là chả có giá trị gì. Cơ mà việc cô gái cuống cuồng thế này khiến Houston muốn gặp riêng Juliet. Không cần phải nghiên cứu gì thêm thì cảnh trưởng cũng biết là hai người này đang có quan hệ tình cảm với nhau. Bằng vài thủ pháp nghiệp vụ, Houston đã lấy được lòng tin của Juliet, biết được rằng George có sở thích thu thập các cổ vật bị cấm, một trọng tội ở silo. Cơ mà vì muốn tìm sự thật về cái chết của George nên là Juliet, giờ tôi gọi là Yu cho đỡ mỏi mồm nhé, đành khai hết với Houston. Cô dẫn Houston đến địa điểm bí mật của hai người, một trục rỗng dưới đáy ngầm của silo bị xây bít bằng bức tường bê tông dày cả mét. Trong trục rỗng là một thiết bị khổng lồ trông như thứ để đào silo. Họ cùng nhau mò xuống và theo những dấu vết mà George để lại tìm được cái ổ cứng thần bí kia. Ngoài ổ cứng thì trong bao bố còn có một sấp tài liệu với một cơ số từ viết ra rồi lại gạch đi, trông như đang dò mật khẩu. Houston nhận ra đây chính là chữ viết tay của vợ mình. Giờ thì đến cả Jules cũng bối rối hộ anh cảnh sát trưởng luôn. Houston thì sắp làm một bước đi mà chả ai ngờ tới. Anh bảo rằng cái ổ cứng và tiệp tài liệu này là di vật cấp độ đỏ, tức là đủ sức để làm đảo lộn hết trật tự an ninh trong tháp giống, tại vì ai biết trong này có gì ngoài người chết đâu. Anh tịch thu cả hai món đồ nhưng mà không quên hứa với Jules là thông tin gì mới thì anh sẽ báo. Vì hơn ai hết, Houston cũng mong muốn tìm ra sự thật vì một trong hai người dính líu đến cái này là vợ anh. Thế mà chưa báo gì cho Jules thì Houston đã đòi ra ngoài chết theo vợ. Thế mới khiến cô bực như thế. Rồi, về với hiện tại thì hóa ra những gì mà Houston viết lại trong tập 1 là tiến cử Juliet lên làm cảnh sát trưởng. Cả bà thị trưởng Jan lẫn cảnh phó Sam đều vô cùng bất ngờ trước quyết định này, tại vì cả hai người đều nghĩ là có các ứng cử viên hay hơn. Juliet là một cái tên không lạ nhưng là một lựa chọn rõ ràng là không ai ngờ đến. Juliet lúc này thì đang ở đâu? Cô đang đi tìm thứ mà George nói anh đã tìm thấy trước khi chết, một cánh cửa sắt gì đấy. Cô dòng dây xuống dưới trụ ngầm mà cả hai vẫn hay trốn, chậm chậm leo xuống, nhưng mà đáng tiếc thì xung quanh cô toàn là nước. Ê, thị trưởng Jans và cảnh phó Sam xuống thăm Juliet vừa để báo tin mà cũng để thăm dò xem cô gái thực sự là người thế nào. Trên đường đi, họ bắt gặp Pete Nichols, bố của Jules, đang làm bác sĩ ở khu trung tâm của tháp giống. Đáng tiếc là ông và cô con gái không nói chuyện gì với nhau cả chục năm nay. Sau khi Jules bỏ đi xuống làm thợ máy ở khu đáy xã hội, họ gặp Martha Walker. Trái ngược với sự lúng túng của Pete, Martha vô cùng tự tin khi nói về Jules rằng cô đã tự lập thế nào từ hồi 13 tuổi, cũng như là tinh thần trách nhiệm với công việc và tính sáng tạo của cô ra sao. Thị trưởng Jans nghe thế thì cũng ưng lắm, nên là dù thẩm phán Meadows lẫn ông trưởng ban IT Bernard có rẻ biểu về việc ứng cử viên của Houston ngày xưa có ăn cắp hai cuộn băng dính nhiệt ở chỗ ông ta thì Jans cũng mặc kệ. Nhưng mà người cuối cùng cần đồng ý để Jules lên làm cảnh sát trưởng thì không ai khác lại chính là khổ chủ. Và tất nhiên là về cái tính cách ương ngạnh của Jules, thêm việc là cô cáo thằng trang cảnh trưởng lừa mình thì cô từ chối. Thị trưởng cố thuyết phục cô nhưng mà đáng tiếc là Jules lại nghĩ việc của cô là giữ cho máy phát điện trong lòng đất hoạt động. Jans và Sam định đi về, cơ mà theo di nguyện của Houston thì ông bà đưa cho Jules chiếc huy hiệu cảnh trưởng của anh. Vì sao mà Houston lại muốn người ta đưa tận tay cô thứ này? Lý do là mặt sau của chiếc huy hiệu Houston đã khắc đúng một chữ là Truth, sự thật. Có vẻ như Houston đã biết điều gì đó và cố ra hiệu cho Jules. Cô đổi ý, nhận lời làm cảnh sát trưởng. Cơ mà trước khi lên nhậm chức thì cô phải xử lý rồi bàn giao nốt công việc dưới này đã. Chuyện là mấy hôm nay tô bin máy phát điện dở trứng, cứ kêu khò khè khiến Jules đòi trưởng bộ phận kỹ thuật Knox phải tạm tắt máy xong rồi mở ra sửa. Cơ mà tắt máy phát điện thì đồng nghĩa với việc cả tháp giống sẽ phải chạy điện bằng pin dự trữ, nên là đèn đỏ máy móc không dùng để duy trì sự sống thì sẽ phải tắt hết trong tối đa 8 tiếng. Knox không chịu, tại vì ít nhất cả trăm năm nay không ai dám làm thế bao giờ. Cơ mà giờ Jules đã có người chống lưng là thị trưởng Jan, cả đám tắt máy, khóa van hơi nước khiến cho đèn đóm cả tháp giống tắt ngúm. Tất cả những màn hình nối liền với camera nhìn ra ngoài bỗng giật giật, xong rồi tự dưng chuyển sang một khung cảnh vô
cùng xanh tươi rồi mới tắt đi. Bộ phận kỹ thuật lập tức mở tua bin máy phát ra xem, để Jules và đệ ruột leo lên kiểm tra một lượt. Họ phát hiện ra một cánh quạt tua bin bị hỏng, phải gỡ ra mang đi thay. Nhưng mà đội này dự tính thời gian sai, hơi nước nóng tích tụ trong van khiến áp suất tăng lên đột ngột, thậm chí còn nóng đến mức nung đỏ cả van điều tiết. Jules thấy thế liền dòng dây leo xuống, tự mình nhảy vào trong ống hơi nước, mang theo vòi cứu hỏa bơm nước làm mát. Nước tràn cao đến tận cổ cô thì bên ngoài mới thay xong cái cánh quạt. Cả đám cứu Jules ra ngoài, vừa đúng lúc tua bin hoạt động trơn tru trở lại. Giờ thì Jules đã sẵn sàng rời đi. Cơ mà trước khi lên tầng thì cô phải toạt qua chỗ của Martha, bảo bà bí mật nghiên cứu một di vật đặc biệt, thứ mà cô lấy được ở chỗ York, xem thứ này là gì. Ở một diễn biến khác thì chúng ta biết được rằng bà thị trưởng và ông cảnh phó già thực ra là có tình ý với nhau từ lâu đấy. Bà muốn sau khi nhiệm kỳ kết thúc sẽ không tranh cử mà trở về mở cửa hàng ở đâu đó, sống với Sam những năm cuối đời khi ông cũng rời ghế cảnh phó về làm họa sĩ. Cơ mà ngay khi về đến phòng thị trưởng thì bà thấy không khỏe và phải vào nhà tắm. Và ngay khi Sam cố gắng vào giúp bà thì thị trưởng Jans đã nằm vật ra sàn, nôn ra linh láng máu. Thị trưởng Jans đi đời khiến cảnh sát phó Sam thành người mất hồn. Ông tin rằng bà thị trưởng đã bị đầu độc bằng thuốc chuột, thứ độc dược không màu không mùi cũng không có cả vị, dễ kiếm vì hay sử dụng ở tầng trồng trọt trong tháp giống. Cay đắng nhất là ông cụ tin rằng thực ra âm mưu này nhắm vào mình, vì lúc đi dạo thì hai người uống nước từ bình của nhau. Vừa tức giận vừa bất lực, ông cụ không quan tâm đến việc giờ Jans đã chết nên là Bernard ở khu IT sẽ lên làm thị trưởng lâm thời trước khi người ta tiến hành bầu cử nhiệm kỳ mới. Ông chỉ cắm đầu vào việc truy tìm những kẻ mình đã bắt suốt 5-6 năm nay, xem có lần ra được đầu mối gì không. Sự mù quáng này khiến ông cụ như bị hoang tưởng, lao vào bất cứ ai mà ông thấy nghi ngờ. Và vì là cũng già rồi nên là có đánh được ai đâu, thậm chí là bị một thằng đấm cho gãy cả mũi. Để làm ông cụ bình tĩnh lại thì ngay khi Bernard đọc lời tuyên thệ nhậm chức cảnh trưởng, Jules hứa với ông sẽ truy tìm hung thủ cho cái chết của thị trưởng. Đổi lại thì ông cũng phải giúp cô tìm kiếm ngọn ngành cái chết của George. Jules đề nghị cho cảnh sát canh gác cửa nhà ông vì hôm nay ông đắc tội với hơi nhiều người. Cơ mà Sam từ chối. Ngay khi tình hình ở sở cảnh sát tạm ổn định thì sở tư pháp lại dậy sóng. Robert Sims, một cán bộ ở sở tư pháp, báo với cảnh phó Sam về việc thẩm phán Meadows có ý muốn thay thế Jules bằng một ứng cử viên phù hợp hơn, miễn là ông đồng ý. Nhưng mà Sam lại gạt đi, nói rằng ông sẽ cho Jules một cơ hội, vì dù gì thì di nguyện của Houston cũng là cất nhắc Jules lên. Ông thì tôn trọng Houston nên là có gì thì hãy cho Jules quyền tự từ chức nếu không phù hợp. Sam ra ngoài đi dạo thì một lúc sau, ngay khi vừa về đến nhà, ông bị một kẻ lạ mặt tấn công. Sam cố với khẩu súng nhưng mà kẻ kia nhanh tay hơn, cầm súng chĩa vào mặt ông. Ở chỗ Jules, mấy hôm nay đi từ sở về nhà thì cô luôn thấy một thằng cha ngồi rất khuya nhìn màn hình ở căng tin. Thanh niên này tên là Lucas, hỏi đang làm gì thì là đang đếm các đốm sáng trên trời. Trông vui vui nên là Jules vào ngó thử, và cũng là vì thằng cha này sẽ quay lại ở các tập sau. Jules trở về nhà thì sắn tay vào sửa cái ống thông gió cứ kêu lách cách từ hôm cô dọn đến bây giờ. Jules tự mở nắp cống, thấy một vật trông như đồng xu gắn trên một sợi dây mỏng, đập vào thành ống lách cách gây tiếng động. Kéo sợi dây lên thì cô thấy một chiếc túi vải, trong đó có chứa tài liệu về George Wilkins, người yêu cũ của cô. Thế thì cái ổ cứng đâu? Không biết. Cơ mà có gì đó trong sấp tài liệu khiến Jules hơi bất ngờ. Cô nằm trên giường ngủ và mơ thấy những ký ức hồi bé về mẹ và về thằng em trai Jacob, người đã mất từ lâu vì bệnh nặng. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy cảnh phó Sam nằm chết trong vũng máu giữa phòng mình, bị báng súng đập vào đầu đến chết. Xác Sam vừa mới lạnh thì Sims bên tư pháp đã mang một thằng cha mới đến làm cảnh phó dưới quyền của Jules là Paul, người mà lẽ ra sẽ là cảnh sát trưởng nếu mà Houston không đòi Jules thế chỗ. Jules hết sức bất bình tại vì cảnh phó cũ còn chưa được mai táng cẩn thận thì đã đòi thay người rồi. Đồng minh duy nhất của Jules thì giờ đang phủ khăn ở đằng kia. Rõ ràng là hoàn cảnh muốn đẩy cô vào thế bí. Thôi, nhưng mà thời thế thế thời, cô đành phải tuân theo sự sắp xếp của những người ngồi ghế cao hơn. Sandy, thư ký cảnh sát trưởng, người vốn rất yêu quý Sam nhưng mà không ưa Jules từ hôm đầu đến đây, thì cũng đã xuống nước một chút, vừa nhờ vả vừa đe Jules rằng nếu cô không tìm được thủ phạm thực sự thì đám người ở sở tư pháp sẽ bốc đại một thằng cha nào đấy để khép lại vụ án cho đỡ phải nghĩ. Jules chột dạ, tìm tài liệu về người dễ bị lấy ra thế mạng nhất, cũng là cái thằng hôm trước đấm gãy mũi Sam, Patrick Kennedy. Cô đến nơi trong tài liệu ghi là nhà Kennedy, cậy khóa xông vào thì thấy trong tủ quần áo là một lọ thuốc chuột cũng như là chân dung của thị trưởng Jan do Sam vẽ rồi treo lên tường nhà ông. Đáng tiếc là khi cô ra khỏi cửa thì hàng xóm báo với cô một tin động trời là đây từ lâu đã không còn là nhà của Patrick. Sau khi vợ mất thì anh ta được chuyển đến một căn hộ đơn khác. Thông tin của sở cảnh sát và tư pháp đều chưa cập nhật đúng. Cô đến gặp Kennedy, bắt anh ghét lâu rồi ở đó rình, và chính cái tên chĩa súng vào Sam hôm trước đến căn hộ đôi kia gọi Patrick ra. Ngay khi vừa bị Jules lật tẩy, tên kia đã quay đầu bỏ chạy. Họ đuổi nhau đến cầu thang, lao vào giữa đám người đang chạy đua từ đít tháp giống lên đầu. Jules bị tên kia hất bay khỏi lan can, nhưng mà nhanh trí bẻ gãy ngón tay hắn khiến tên kia bỏ chạy. Cô được những người chạy đua kéo lên, chứ thêm tí nữa là Jules đi theo Jock luôn. Đáng tiếc là tên kia thì giờ mất dạng rồi nên Jules không biết là phải bắt lại thế nào. Đêm hôm đó tên kia đến gặp Sims, tên hắn là Douglas, gọi là Doc đi. Hóa ra là Doc học việc dưới trướng của Sims và làm đủ mọi chuyện Sims nói để về sau kế nghiệp thằng cha này. Sims kể backstory mùi mẫn cho Doc rằng ngày xưa bố anh ta đã làm lao công thế nào. Cơ mà dần dần thì Sims phát hiện ra là lao công chỉ là vỏ bọc, còn bố Sims thực ra là Batman. Không phải đâu, thực ra là một nhân vật quyền lực có quyền sinh quyền sát, thay đổi vận mệnh của mọi người trong tháp giống. Sims bảo ai dám
dám nghĩ dám làm thì mới có thể theo chân bố Sims. Và giờ thì người đó là Sims xử lý công việc. Duck vừa gật gù nghe chuyện thì bị Sims cho một đấm văng khỏi lan can, rơi xuống đáy tháp giống chết luôn. Và thế là đầu mối cuối cùng của Jules giờ im bặt, tại vì người chết thì có khai được đâu. Và thôi thì dù sao Duck cũng là thủ phạm giết Jans và Sam. Thẩm phán Meadows đòi đóng vụ án lại tại vì đã tìm ra thủ phạm. Dù Jules muốn đào sâu hơn về những đầu mối này, cô tiếp tục về nhà trong sự cay cú vì dù giải được một câu hỏi nhưng mà lời giải không dẫn thêm manh mối đến câu trả lời nào mới. Cô gặp lại Lucas và biết rằng anh ta thậm chí đã thiết kế được một quả sơ đồ check vận động tương đối của các đốm sáng trên trời. Khỏi phải nói thì người xem ai cũng biết đấy là những vì sao, và việc chúng nó đổi vị trí là do trái đất đang quay cơ mà, người ở tháp giống thì có biết đấy là cái gì đâu. Trong lúc rảnh việc, Jules xuống chỗ Martha thì biết được bà già phát hiện ra món đồ mà cô bảo bà nghiên cứu là một chiếc máy có thiết kế vô cùng tinh vi, hiện đại hơn đa số những thiết bị công nghệ được cấp phép dùng trong tháp giống. Vi mạch nhỏ đến mức này thì chỉ có một chiếc kính lúp có độ phóng cực đại để mới nghiên cứu được cơ mà. Tất nhiên là luật lệ của Silo vì lý do nào đó cũng cấm cả kính lúp ở độ phóng lớn. Jules cảm thấy không biết là phải đi đâu về đâu nên là tính rằng sẽ hy sinh một cổ vật trong kho đồ của George để mở lại điều tra. Jules sử dụng đúng bài mà cô bắt được Sims và Duck làm ở vụ trước, lén cài món cổ vật là thanh nhựa có con vịt ở đầu vào căn hộ của Duck, khiến sở tư pháp phát động một cuộc truy lùng cổ vật nguy hiểm. Bị lấy ra làm tốt thí khiến Paul rất giận Jules. Jules thì cố chen chân vào cuộc truy lùng này thì biết được thông tin về một người phụ nữ chuyên buôn lậu cổ vật tên là Regina Jackson. Khi tiếp cận cô gái, Jules phát hiện ra cô này lại chính là người yêu cũ của người yêu cũ mình, là George đấy. Trước khi anh xuống khu vực kỹ thuật và trở thành người yêu của Jules, bảo là chuyên buôn cổ vật nhưng mà cô chỉ sử dụng những mối quan hệ của mình để thỏa mãn ý thích sưu tầm hàng cấm của George. Và thực ra thì cô biết là George chỉ lợi dụng mình mà thôi chứ có yêu đương gì đâu. Jules bối rối vì nghĩ đến chuyện là hay là mình cũng bị George lợi dụng nhỉ. Cô gọi điện đàm cho Martha đòi bỏ việc về lại khu đáy thì bị bà quạt lại là có thế mà đã bỏ cuộc thì kém, đã đi tìm kiếm sự thật thì bao giờ kiếm được sự thật rồi hãng về. George có lợi dụng hay không thì có liên quan gì đâu. Nhắc đến George thì Sim ở sở tư pháp có một hệ thống hồ sơ di vật cổ vật chi tiết hơn nhiều so với sở cảnh sát. Cái món đồ kỳ lạ hình con vịt kia theo hồ sơ của Sims thuộc về George trước khi chết, nên hắn ta quay lại buộc tội Jules đã ngụy tạo bằng chứng để mở lại vụ án của George. Jules đổ rằng Paul là người thấy cổ vật trong nhà Duck, cô có liên quan đâu. Và thị trưởng Bernard xuống nước bảo rằng tin Jules là vô tội, cơ mà sự thật đôi khi cần được ẩn giấu, thế nên là Jules không nên đào sâu vào cái chết của Jan và Sam nữa. Ông ta còn gợi ý là hay là giờ để xoa dịu đám đông, hãy tổ chức cho Jan và Sam một đám cưới, đám tang để họ chôn cạnh nhau như một cặp vợ chồng thực thụ, lấy câu chuyện tình cảm của họ để xoa dịu người dân tháp giống. Mọi người nhất trí, nhưng mà ngay khi Bernard và Sims rời đi thì Paul và Jules nổ ra tranh cãi. Anh biết là Jules không tin tưởng anh đến thế, nhưng mà Paul không muốn mình bị đưa ra làm tốt thí như vừa rồi và Paul muốn Jules phải trung thực lên. Jules nổi đóa, nói rằng từ lâu cô đã biết là Paul bị một chứng bệnh khiến tay run sức yếu, lẽ ra không thể nào lên đảm nhiệm các vị trí quan trọng. Cơ mà cô không nói gì thôi, chứ giờ mà trung thực là Paul mất việc ngay. Paul cứng họng, anh hiểu là Jules đang ở thế khó nên là cũng đành xuống nước. Đám tang của Jan và Sam được toàn dân tháp giống tổ chức, thi thể hai người được chôn cạnh nhau trong vườn táo để ngay cả khi chết thì họ cũng có thể dùng chính máu thịt của mình phục vụ cho tháp giống. Ngay sau khi đám tang vừa xong, Jules sốc lại tinh thần đến tra hỏi Regina về cái chết của George, liệu vì cô đã bán đứng anh nên là George mới chết hay không. Trước khi nói điều gì cho Jules thì Regina lật đật đi bật chiếc quạt sau tấm gương, đồng thời bật hết quạt trong nhà, rồi thì thầm nói với Jules rằng Regina không hề khai gì với sở tư pháp, nhưng mà ngoài họ ra thì có một thế lực ngầm nguy hiểm hơn, kẻ mà không ai biết là ai nhưng mà biết hết về tất cả mọi người trong tháp giống cũng như là những gì họ đã làm. Để người thân không bị liên lụy thì cô đành khai hết về George cũng như là chiếc ổ cứng cho kẻ đó. Regina cũng nói thêm là để đổi lấy chiếc ổ cứng này từ cô, George đã cho cô một món đồ vô cùng nguy hiểm, một cuốn sách tranh không phải là từ thời trước cuộc nổi dậy mà thậm chí tồn tại trước cả thời của tháp giống, được cô khéo léo giấu trong thảm chùi chân. Regina gửi gắm lại nó cho Jules rồi mở cửa cho cô về nhà. Jules về lại nhà của cảnh trưởng, mở cuốn sách ra xem thì ngỡ ngàng ngơ ngác vì chứa trong đó là những hình ảnh mà cô chưa từng thấy bao giờ và cũng không biết là cái gì. Đáng tiếc là nhất cử nhất động của Jules thì đang bị một đám người theo dõi qua camera giấu kín trong một phòng an ninh hiện đại hơn thứ công nghệ thô sơ được dùng trong Silo hàng chục năm. Ngay khi thấy Jules đang đọc sách thì hội anh em camera giấu kín gọi ngay cho Sims. Sim đến nơi nhìn thấy Jules thì cũng căng phết, nhưng mà nghĩ thế nào lại bảo là không bắt vội. Phía Jules thì theo lời kể của Regina rằng cuốn truyện này là của bác George truyền lại cho mẹ George, sau đó là đến anh. Người bác này thậm chí còn ghi tên vào sách là Gloria, nên là cô cố tìm xem Gloria này là Gloria nào. Các đầu mối dẫn đến Gloria Hildebrand, trùng hợp thì đây cũng là bà cụ nói chuyện với Allison ở các tập đầu. Sau một hồi tìm kiếm thì cô tìm thấy Gloria đang bị giam lỏng trong phòng bệnh, tiêm thuốc an thần hàng ngày để khiến mụ mị. Mọi người đều nói rằng Gloria bị giam lỏng ở đây theo lệnh của thẩm phán Meadows, khiến Jules đến tận sở tư pháp tìm bà để thương lượng. Nhưng mà đáng tiếc là mấy hôm nay Meadows đều không đến. Jules tìm đến tận nhà để thương thuyết luôn, nhưng mà thái độ của Meadows hôm nay
nay lạ lắm. Dù cho Jules có đề nghị rằng cô sẽ từ chức cảnh sát trưởng nếu bà cho Jules cơ hội nói chuyện với Gloria, phản ứng của Meadows vẫn rất lạ. Hóa ra là đến cả thẩm phán của sở tư pháp thì cũng chỉ là con rối cho kẻ mà không ai biết là ai. Việc bị cuốn đi theo hết Gloria lại đến Meadows khiến Jules bỏ bê công việc của cảnh trưởng, làm Paul phải đứng ra cáng đáng mọi việc. Anh này mệt mỏi lắm rồi, bệnh thì mỗi lúc một nặng, khó che giấu, ở nhà thì còn vợ dại con thơ. Jules đành tự thú về động cơ đi đến ngọn ngành cái chết của George, và không biết vì sao mà Paul lại quyết định che giấu cho cô. Jules lại trở về như mọi lần, thấy Lucas đang ngắm đốm sáng trên trời thì đến nói chuyện cho nó đỡ buồn. Lucas định được đà lớn tới hôn cái nhưng mà bị gạt đi. Quê nhé. Trong một diễn biến khác thì Bernard gặp riêng Jules, nói rằng thẩm phán Meadows đang có ý định lấn át quyền thị trưởng của ông ta và cả hai người sẽ phải tìm cách nắm thoát Meadows trước khi quá muộn. Jules về nhà tính toán tới lui rồi quyết định sẽ phải nói chuyện với Gloria cho bằng được. Thế là cả sau chục năm giận dỗi thì cô đến nói chuyện với bố lần đầu, thao túng tâm lý để ông già khốn khổ giúp cô giải ảo cho Gloria để Jules có thể nói chuyện với bà. Ông già thì sợ phết nhưng mà cũng tuyệt vọng rồi, đến mức sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để có thể hàn gắn với con gái, nên là liều mình bắt Gloria đi luôn. Họ chạy sang phòng hậu sản nơi mà chứa các em bé mới đẻ, tại vì bác sĩ Pete tin rằng ở đây thì không có ai theo dõi được. Pete tiêm thuốc giải ảo cho bà cụ khiến bà lên cơn co giật. Hai bố con cùng tìm cách giải quyết y như những gì bố hướng dẫn cho Jules giúp em trai ngày xưa. Gloria tỉnh dần nhưng mà tái mặt khi nhìn thấy Pete, nói rằng ông chính là người nghe theo lệnh của những kẻ giấu mặt và tước đi quyền làm mẹ của bà, khiến Jules bắt bố phải ra ngoài cho người phụ nữ nói chuyện. Sau một hồi tâm sự thì Gloria đúng là bác ruột của George và cái chết của anh đúng là tiếng sét ngang tai bà. Cô cũng biết được sự thật mà Gloria đã nói với Allison ngày trước, rằng bà biết được những kẻ cầm đầu silo ngăn những người không nghe lời có con trước hết là một hình phạt và sau là cách để họ không được tiếp tục truyền thừa những kiến thức cấm của mình. Gloria là một trong số những người tự gọi mình là những người giữ lửa, ấp ủ những kiến thức xưa từ thời tiền tháp giống. Và tất nhiên là cùng với kiến thức đó thì là khát vọng tìm hiểu về thế giới bên ngoài, cùng với khát vọng tự do. Gloria cũng từng có chồng, nhưng chồng bà luôn khao khát có một đứa con. Không thể nói bí mật ra, Gloria đành phải đẩy chồng ra xa để ông có thể đi tìm hạnh phúc mới. Chồng cũ của bà không biết gì về sự thật nên là giờ vẫn căm ghét bà. Mẹ Juliet, bà Hannah thì tuy không phải là một người giữ lửa, nhưng mà sự tìm tòi và tính tò mò của bà khiến những người mang lửa thời đó coi bà như chị em danh dự. Thế mà Pete, chồng của Hannah, bố của Juliet, lại cùng với các bác sĩ khác tước đi quyền làm mẹ của những người phụ nữ như Gloria. Jules chất vấn bố với thái độ thất vọng rồi liều mạng đưa Gloria về phòng. Nhờ những lời nói của Gloria, cô biết rằng cảnh trưởng Houston đã lờ mờ hiểu được về thiết bị theo dõi trong gương, bằng chứng là anh luôn mang hoa đến đặt trước gương trong phòng Gloria. Mỗi tội là có ai lấy mất lọ hoa rồi. Nhờ bà cụ thì cô cũng biết rằng lần cuối mà Houston đến đây, anh đã làm gì đó với cái ống thông gió. Cô dùng chăn che tấm gương rồi cậy nắp ống thông gió và tìm được cái ổ cứng. Tình hình lúc này thì đang rất tình hình, tại vì Jules đã biết quá nhiều đến mức trở nên nguy hiểm. Sims cho người ở sở tư pháp đến bắt cô ngay trong phòng của Gloria. Trước khi Jules bỏ chạy, Gloria nhắn nhủ rằng cô đã vô tình trở thành người giữ lửa cuối cùng và hãy giúp bà gìn giữ những ký ức về thế giới cũ. Quân tư pháp đến nơi thì Jules đã mất tích từ đời nào rồi. Sims đến tận chỗ Gloria truy tìm thông tin. Hắn thổ lộ lòng biết ơn khi mà Gloria đã giúp vợ chồng Sims có được một cậu con trai, nhưng mà điều đó thì không là gì so với đại cục của tháp giống. Sims muốn bà khai hết mọi thứ mà Gloria biết, nếu không hắn sẽ cho người giam lỏng bà suốt đời trong cái phòng này mà không có cách nào giải tỏa. Bà cụ bị dọa sợ luôn, khai hết chuyện về cái ổ cứng của Jules lấy ra từ ống thông gió. Sims hài lòng, giao hẹn với y tá cung cấp thuốc đầy đủ cho bà cụ để bà được sống trong ảo mộng đến hết đời. Hành trình truy lùng Jules và cái ổ cứng bắt đầu. Nhưng mà tất nhiên là không ai biết cả Jules lẫn cái ổ cứng ở đâu hay là ổ cứng là cái gì cả. Jules cố cắm ổ cứng vào máy tính của bố, nhưng mà chiếc máy không có quyền đọc thứ này. Jules thử mọi cách nhưng mà nó chỉ làm cô mệt mỏi hơn. Cô cảnh trưởng nằm xuống ngủ và mơ về những ký ức cuối cùng mà cô có về mẹ. Sau khi em trai Jacob chết, mẹ Jules là Hannah, là một người phụ nữ tháo vát, đã tạo ra một chiếc kính lúp phóng cực đại giúp bà chữa bệnh thành công cho một con thỏ mượn bên nông trại. Nhưng mà đáng tiếc là kính này vi phạm luật lệ của tháp giống và rất nhanh thì quân tư pháp đã đánh hơi được nó, đến lục tìm ngôi nhà của ba người. Lục lọi phá phách khiến Hannah phải xuống nước giao chiếc kính ra chỉ để nhìn thấy nó bị đập nát hoàn toàn. Chiếc kính tan tành, kéo theo đó là nghị lực sống của Hannah. Chẳng bao lâu sau thì bà tự tử. Cho đến tận lúc Hannah chết thì cả bà lẫn Jules vẫn cứ đinh ninh rằng Pete chính là người bán đứng hai mẹ con cho bộ tư pháp. Juliet tỉnh cơn mê, lật đật chạy về sở cảnh sát thì thấy quân tư pháp đang lục tung cả sở lên, hành cả đồng nghiệp khác của cô. Jules bị bắt mở túi ra xem, nhưng mà trong đấy không có gì ngoài tư trang. Jules cáu phết và tất nhiên là hành động lỗ mãng này của Sims cũng làm Paul bất bình. Anh gợi ý cho Jules đến bắt Sims tại vì khám xét trái phép gì chứ, riêng sở cảnh sát thì phải có giấy cấp phép chứ, đồng thời là cảnh trưởng chấp thuận thì mới được khám. Cả hai đến bắt Sims khiến hắn ta phải nhượng bộ. Tranh thủ lúc Paul giải Sims về đồn thì Jules nhanh tay lục lọi văn phòng của gã này, tìm thấy một ngăn kéo ẩn trong tủ tài liệu, phát hiện ra ở đó chứa cả hồ sơ về mẹ cô, hơn hết là còn là những thứ mà đến khi cả bố cô cũng chả biết. Camera giám sát là thật, cuộc đời của tất cả mọi người trong tháp giống, nhất cử nhất động đều bị theo dõi. Jules quay lại với bố và làm hòa với ông già khốn khổ, vì rõ ràng
ràng là ông không hề bán đứng hai mẹ con. Ông cũng bất lực lắm chứ. Cô tạm biệt bố, lấy chiếc ổ cứng từ một chiếc nồi rồi bỏ về nhà. Cô cho người gửi tin nhắn hẹn gặp Lucas. Vì ngay khi Sims bị bắt thì tất cả giao lộ giữa các khu vực trong tháp giống giờ đều có quân tư pháp án ngữ khám người khám đồ. Khi mà Lucas đến nơi, cô tiết lộ mọi sự thật với anh, cả về những chiếc camera sau gương trong mỗi phòng lẫn chiếc ổ cứng bí mật. Lucas quá sợ hãi, từ chối không giúp Jules mở hộp, anh rời đi. Và thế là giờ hy vọng cuối cùng của Jules chỉ còn là Martha. Jules gọi thị trưởng Bernard xin giúp đỡ thì bị ông ta hẹn ra cánh đồng ngô, nơi mà không có camera an ninh theo dõi. Trong lúc nói chuyện với Jules thì ông này lỡ mồm nói ra câu chuyện về chiếc ổ cứng dù Jules chưa hề nhắc gì đến. Sự thật sáng tỏ, Bernard chính là kẻ mà không ai biết là ai, người thực sự nắm đầu cả tháp giống. Chính ông ta biết bí mật về cái chết của George và tất nhiên cũng là tổng đạo diễn cho cái chết của cả Jan lẫn Sam. Bernard suýt Sims và quân của hắn bao vây Jules, cáo buộc Jules rằng cô vừa nói với lão cô muốn ra ngoài. Jules bỏ chạy, nhưng mà một người đuổi thì may ra còn cắt đuôi được, chứ cả đội quân mai phục của ruộng ngô này chạy đâu. Paul đến áp giải Jules đi, nhưng mà giữa chừng đang giữ tay cô thì Paul phát bệnh, tay run đến mức để Jules thoát ra, cướp lại được ổ cứng rồi nhảy xuống cầu thang chim phút. Việc để Jules chạy mất làm Paul bồn chồn, vì nếu không bị nghi ngờ là bao che cho cô thì không sớm thì muộn tai nạn này cũng sẽ khiến người ta biết là Paul bị bệnh không thể làm cảnh sát. Anh cố gắng tìm cách sửa chữa lỗi lầm, trong khi Sim giáo giết đi tìm cách bắt Jules, hỏi từ bố Pete đến Martha, nhưng mà không ai biết hành tung của Jules đâu. Sợ rằng Jules bí quá hóa liều, hắn thậm chí còn cử hai người thuộc quân tư pháp đến hộ tống vợ con về nhà. Paul đến được phòng Jules, nhưng quân tư pháp khám nghiệm hiện trường ngăn không cho anh vào phòng, khiến Paul đành phải tìm cơ hội khác. Thế thì Jules đang ở đâu? Hóa ra linh cảm của Sims đã đúng, Jules đã chui vào nhà hắn, uy hiếp vợ Sims để cô có thể dùng máy tính của hắn đọc dữ liệu ổ cứng. Vì là máy tính của cán bộ tư pháp nên là Jules đã có đủ quyền truy cập vào ổ cứng, tra cứu tập tài liệu của George và Allison, tìm ra mật khẩu của ổ cứng là library, thư viện. Trong lúc lần mò, cô nhìn thấy một tệp có chữ bắt đầu tại đây, chứa một đoạn video để lại cho cô. Trong lúc Juliet đang lần mò thì Bernard và Sims cũng mò ra được. Người cuối cùng gặp Jules là Lucas. Cả hai bắt Lucas thì tra khảo được ra trên cái ổ cứng có số 18. Bernard bảo bộ phận IT tra cứu xem có ai cắm cái gì có mã 18 vào máy tính không thì biết được là Jules đang ở nhà Sims. Cùng lúc đó thì khi Jules đang xem dở video thì vợ Sims cũng từng là quân tư pháp đã tự tháo được còng tay. Vợ Sims cho Juliet biết là cô còn ở đây phút nào thì sẽ bị bắt phút đó, nên là giờ muốn chạy thì chạy luôn đi. Cô không muốn quân tư pháp vào đây bắt Juliet và làm con trai cô ám ảnh cả đời. Trốn thoát khỏi nhà Sims, Juliet tiếp tục tìm người giúp cô xem lại ổ cứng, mặc dù là tất cả mọi người có quyền lực trong silo đang tìm kiếm vị trí của cô. Ngay trong lúc đó thì Paul đã lẻn được vào nhà của Jules, thấy tấm gương thực ra là kính một chiều. Anh lần mò xem Jules còn để lại manh mối gì không thì phát hiện ra sau tủ thuốc trong nhà tắm, cô cảnh trưởng giấu nguyên một quyển sách tranh. Paul tò mò mở ra thì những hình ảnh trong tranh làm anh kích động ghê gớm. Paul biết là thứ này mà lộ ra thì chỉ có chết, nên đã hủy nó bằng lò nướng trong nhà. Cơ mà vẫn tiếc rẻ nên là vẫn xé một trang giữ làm của riêng rồi mới đốt quyển sách ra cho. Trời đất xui rủi, Jules tìm đến chỗ Kennedy, người nợ cô vụ vừa rồi. Nhờ mối quan hệ của Kennedy, Jules đã kiếm được Danny, một thằng cha hacker lỏ, để giúp cô phá khóa ổ cứng. Hơn nữa thì Danny còn chỉnh địa chỉ máy lung tung để người của bên kiểm soát không tài nào truy ra được vị trí, khiến Bernard phải trực tiếp ra tay đấu trí. Cả ba người mở được video của George, nghe lời nhắn cuối cùng mà anh dành cho Jules. George thổ lộ rằng tuy ban đầu mục đích là lợi dụng, nhưng mà từ lâu George đã thực sự đem lòng yêu Jules, và nếu anh có chết thì Jules hãy phải tìm ra bằng được cánh cửa sắt ở dưới đáy tháp giống. Tại sao thì cũng trong ổ cứng này, cứ tìm cái video mà George chỉ ghi chép lại một lần đuổi người ta ra ngoài lau camera thì biết. Cả ba châu đầu vào xem thì nhận ra đây là video quay lại từ góc nhìn của người đàn bà bị xử đang xuất khỏi tháp giống. Không có mặt đất tan hoang, không có bụi khô cây chết, chỉ là một khung cảnh xanh tươi tít tắp. Bọn họ đã bị lừa, trái đất ngoài tháp giống đã đủ an toàn để đi ra. Bằng kinh nghiệm thực chiến anh hùng bàn phím thì Bernard đã tìm thấy địa chỉ nhà Kennedy, xua quân xuống bắt. Cả ba bỏ chạy trốn khỏi tầng nhà Kennedy bằng ống đổ rác. Họ mon men xuống tầng dưới, truy cập vào một bảng điều khiển hệ thống rồi lập tức chiếu đoạn băng xanh tươi đến tất cả màn hình trong tháp giống, khiến mọi người ngỡ ngàng. Bernard sai tất cả mọi người ở phòng giám sát che mắt, rồi mình ông ngắt sóng video. Vì một lý do gì đó thì vật như con nhộng trong tay Bernard cứ nhấp nháy đỏ lừ, khiến lão già ngày càng bồn chồn. Về phía Paul thì anh bị Sims tra hỏi lý do đến nhà Jules, nhưng mà nghe Paul nói là muốn sửa chữa lỗi lầm thì tạm tin. Quay trở lại chỗ Jules và hai thằng bạn chéo cánh thì Jules bỏ chạy tiếp bằng ống đổ rác, nhưng bị Sims phát hiện, sai người ném rác xuống. Cô tìm đủ mọi cách để né tránh, nhưng mà né thế đếch nào được cái tủ lạnh. Jules thả tay rơi xuống đống rác phía dưới, may mà có người kéo ra không thì bị tủ đè luôn. Cú ngã làm Jules ngất đi, cơ mà được anh em bạn gì ở bộ phận kỹ thuật tầng đáy chạy chữa. Knox trở lại bảo rằng phải hy sinh Jules để bộ phận kỹ thuật không bị vạ lây. Đàn em thân tín của Jules thì rõ là cáu, nhưng Martha lại nói là không thể trách anh được, Knox là trưởng bộ phận nên là anh ưu tiên sự sống còn của tập thể cũng không sai. Bernard đích thân xuống gặp Jules, đưa ra một offer cô không thể chối từ. Giờ mà cô tự nguyện đăng xuất bằng cửa chính, không làm náo động tháp giống thêm thì cô sẽ được một vé biết sự thật về cái chết của George, chưa kể là ông ta sẽ không truy cứu bộ phận kỹ thuật. Jules chấp nhận, được Bernard dắt đến phòng lao công rồi chui vào căn phòng giám sát ẩn trong đó. Bernard bật lại đoạn băng ghi cái chết của George. Khi George bị bắt
Park thì để đảm bảo an toàn cho Juliet cũng như là cái ổ cứng, anh này đã cố ý chạy ra lan can rồi nhảy xuống. Sự thật sáng tỏ, Josh đúng là đã tự sát, cơ mà tự sát vì muốn đảm bảo an toàn cho cô. Cơ mà bây giờ thì cũng hơi vô nghĩa, chẳng nào Jules cũng sắp đăng xuất rồi. Bernard giải thích cho Jules rằng đôi khi mọi người phải không biết một số chuyện thì người ta mới sống trong yên bình được. Nói xong thì Bernard đập vỡ ổ cứng rồi đưa Jules đi. Không muốn nhìn học trò thân thiết của mình chết vô nghĩa, Martha rời khỏi xưởng chế tác, điều mà bà suốt 25 năm nay không làm được, đến gặp một người quen và đưa cho người đàn bà đó cuộn băng dính hàng custom của bà. Đây là thứ xịn và kín hơn thứ băng dính mà người ta dùng để gia cố bộ đồ của những người được gửi ra bên ngoài ở những lần trước. Jules bị lấy số đo để may đồ bảo hộ, còn Lucas, người dính líu đến Jules thì bị Bernard đẩy xuống hầm mỏ 10 năm. Bố Pete, đàn em của Jules ở bộ phận kỹ thuật lần lượt đến nói lời chia tay. Paul nhận được tin là Bernard và Sims cho anh làm ngoại lệ, dù bị bệnh nhưng mà vẫn tiếp tục được làm cảnh sát trưởng. Trước giờ G, Bernard đến gặp Jules, cố thuyết phục cô rằng ông làm tất cả những điều này chỉ là để tháp sống có cơ hội sống sót, dù cho có phải nói tất cả thì ông ta sẵn sàng trở thành kẻ xấu, trở thành phản diện trong câu chuyện của Jules để tất cả được sống sót. Jules nhắc đến cánh cửa sắt dưới đáy silo khiến Bernard biến sắc, nhưng mà sự đã rồi, lão già rời đi để Jules thay đồ. Chính Bernard đọc lời tuyên thệ gửi Jules ra ngoài đăng xuất, trong khi đám đông trong tháp giống, đám đông lớn nhất từ trước đến giờ, nín thở theo dõi cô. Jules bước ra ngoài, nhìn thế giới xanh tươi trước mắt, định quay lại lau ống kính camera nhưng lại vứt miếng len chùi xuống đất và bỏ đi. Đến gần xác của Houston và Allison, Jules loạng choạng vấp ngã, cứ tưởng là cô sẽ chết như cả hai, nhưng mà thực ra là Jules không làm sao cả. Miếng băng dính xịn thực sự lại có tác dụng, thậm chí là cú ngã còn khiến cô nhận ra là hình ảnh xanh tươi này lại chỉ là thực tế ảo. Cô lồm cồm bò dậy khiến Bernard hoảng hồn, dùng viên con nhộng mang số 18 nhấp nhanh ánh đỏ, giờ thì mới biết là cái chìa khóa mở ra một căn phòng bí ẩn trong kho máy chủ của tháp giống với khuôn mặt thất thần. Về phía Jules thì hình ảnh thực tế ảo xanh tươi đã chạy hết, giờ trước mắt Jules là vùng hoang địa trải dài tít tắp, đúng như những gì mà tất cả màn hình trong tháp giống đã truyền tải. Hóa ra thứ mà Jules nghĩ là lời nói dối thì lại là sự thật, còn sự thật mà cô tìm hiểu thì lại là lời nói dối. Jules tiếp tục đi thì nhìn thấy hàng loạt những vòng tròn trên mặt đất giống y hệt như đỉnh tháp giống của cô, có hàng chục tháp giống như thế la liệt khắp vùng hoang địa, và phía xa đường chân trời lừng lững một thành phố đổ nát hoang tàn. Và đó là tất cả những gì đã xảy ra trong tháp giống mùa 1. Có bao nhiêu tháp giống tất cả, trái đất vì lý do gì mà trở thành như vậy, và điều gì khiến Bernard hoảng hốt đến thế? Tại sao bất cứ ai bị đuổi ra đều được cho một cái kính thực tế ảo giả vờ rằng trái đất đã xanh tươi trở lại? Thì bí ẩn đó chắc chắn sẽ được giải đáp trong mùa 2. Còn bao giờ mùa 2 tôi cũng chả biết. Tôi là Vui Vẻ, đừng quên đăng ký The Reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.